ăn, ngủ tại quán game. Những hình ảnh này không khó tìm thấy ở những tiệm game, đặc biệt là với những trẻ nghiện trò chơi điện tử trực tuyến. Khi người lớn phát hiện ngăn cấm thì bọn trẻ sẽ trốn nhà đi chơi. Chị nó cấm nó, đấy là 12 giờ đêm nó đợi chị nó ngủ, nó mở cửa nó đi, nó chơi tới 4 giờ sáng nó về. Tôi phải đi bắt nó về, xong rồi mới hỏi là đã đi chơi bao nhiêu lần nó mới khai. Con chơi game được khoảng 6 năm rồi. Sáng thì đi học tới khoảng 12 giờ trưa là con đã đi tới quán net và chơi từ 12 giờ tới 9 giờ tối con mới về. Hiện nay, trẻ dễ bị nghiện game hơn vì các thiết bị điện tử có thể giúp trẻ chơi ngay tại nhà. Em đã chơi game từ năm lớp 6 rồi. Lúc mà chơi game thì em thấy tinh thần mình bị kích thích. Nó vui đến nỗi mà em quên cả việc ăn uống. Theo các chuyên gia, ban đầu thì chỉ chơi vài tiếng một ngày, dần dần là chơi quên ăn, quên ngủ, thậm chí là bỏ nhà đi. Nhiều gia đình đã phải tìm đến các trung tâm tham vấn tâm lý hoặc là những trường nội trú chuyên biệt để cắt cơn nghiện cho con. Khi vào đây không được tiếp xúc với công nghệ thì con cảm thấy khó chịu, người tay chân thì cứ rung, bứt rứt người, muốn chơi mà không được chơi, rất là khó ngủ tại vì mình hay thức đêm ngủ ngày. Các em nó có những cái biểu hiện nó bị bộc phát ra ngoài, có những hành động mà không thể kiềm chế nổi. Mình có thể đóng một cái vai giống như là người cha với các em, hoặc là đôi khi phải đóng như một người bạn vậy để nó có cái sự gần gũi hơn với các em. Hiện nay, rất nhiều vụ án nghiêm trọng mà người phạm tội là thanh thiếu niên do nghiện game online với những trò chơi bạo lực, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm sinh lý của các em. Do đó, phụ huynh cần giám sát các con, tăng cường các hoạt động thể chất lành mạnh, tránh nguy cơ gây nghiện sẽ rất khó điều trị.